mình đâu có mệt, xuống xe đây thấy đẹp, mưa thoảng ngoài mình đâu có mệt. Cái chiếc xe đấy này là bừa bào á, bừa bào ha, là kiểu bộ bãi vé á, thế kiểu ít mưa đây là bị đó, bị đi ít mưa đây là bắt đầu vô bỏ đông luôn, hay là khi đâu tự ủng hộp mà có mà họ thấy đi cái cả đó là đứng hầu rồi. Hay rồi đó. Tôi hay rồi. Dưới cái này là nữa, dưới cái này là nửa lai à? Cái này là dưới nội giấy lai. Nội giấy lai à? Cái này là đít quá. Đít đó. Dưới cầm vào đó nó chấp chấp này. Cầm giấy đó nó đít này. Đó, đó này. Cô hình nó còn hai cái này thì nửa tối anh cô có cục nửa tối có cục đi mấy cái. Cục nữa này. Cuốn lý thôi. Cái cuốn nó chạy ra đó. Ừ. Đây, rồi cuốn lý với đấy chúng quay nghe. Phải mấy sổ chứ gì? Đâu phải 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 hả? Hả? Ta gần được cái độ thôi. Cái nó cũng chạy thôi chứ có quá chất chất. Chất trơn à. Cái đi chất trơn à? Nét đi mỗi chất trơn bởi vì cái nhìn cổ rồi mà. Tắt thở đi đó, nó coi đi. Thừa cái dưới dai đấy. Thừa đâu em thích quá mà. Đâu, thừa ai rồi, em thừa cái banh nữa, nó tư nghĩ là cứ chấp đến là nhanh lên nước khoảng là bất là luôn. Đó, bình thường nhé. Cái đi bình thường. Cái đề nghị mặt nó muốn là được rồi. À, anh vui rồi đó. Coi. Đấy, được đây. Đây đi. Cái kẹt nhé. Vâng. Cảm ơn. Chứ tập lừa rồi đấy ố. Đấy cho ẩm. Đây là em mà chỉ đây em chọt. Rồi anh mình cho thầy cái này. Con mình em thầy nhé. Mà cái dưới cái này ta thải dĩ nè. Ai cho thầy đó ta này, ta này khám. Thôi nó phải để ta tái trả được. Cổ gửi mới lấy đi chứ. Thế này cũng nhiều các bạn nhỏ chuẩn bị ăn thịt. Đấy còn 50 đọt thanh hiện này chỉ mua mua nỉ thì ở Đức ạ, chỉ mua mua đến hột bào quá. Tôi thấy hột chứ không nuôi nhiều quần á. Hai đánh cơ. Có hai đánh rồi. Ok đó. Uống đồng vô, uống thỉnh vô à?
Tính như là nhớ. Có tiền hả? Đó cái đồ hơi trước rồi ạ. Như đã thừa anh ạ. Ôi. Đi đi. Thôi. Đúng rồi, tôi đo view rồi. Mấy người cùng ngồi lại cái. Tiếp. Đúng không? Bao giờ cứ ngủ nhiều nhưng con nó đẹp quá ra. Đấy. Anh đi kiếm mua đồ mới ra. Cần đâu? Chỉ có hồng vừa hái rồi làm á. Như mày. Có đứa tỏ nhỏ nó có bọn là phải mẹ này này mẹ hả rồi con thầy nó rồi mẹ đồ dạ được rồi. Mình ngồi nhặt qua tư ra mà cái quà tư cái chỉ này. Mình ngồi quần cái cỏ mày có quần á mình có quần quá hả. Hết rồi, những cái ba quả mà một đôi việt đang dịch. Có gì ngủ rồi. Đây được rồi. Dạ.
một ngày anh gặt hứa hai cái đã biết đấy được đấy mình thấy cắt rồi đó đưa đưa tao có đây tiền luôn em ơi cái đi em này cái đi em này tìm thật đó nghe nghe ru đi chứ này thành phố đây hai ngày mai nhạc đấy hả anh có cái úp trong đấy đi đi nữa đi không phải bảo hiểm á đi đi kích cờ cái đô tọc số 3 phần 5 phần nho ấy cái điểm đó loại như chẳng thế này chỉ là hàng cho bò cái này có Trung Quốc cái chứ hiểu tao rồi nha rồi nha rồi cái đi cái bây giờ bên chạy đi ờ nút bóng ấy nè đi hỏi cái nén tam nhập đi anh nghĩ rồi mà dắt dắt được mấy như mà tam tam nhập thì hỏi hỏi có cái tạm tạm đó thì đây với bên đây hỏi vậy anh là phải tách ra tách ra thì mình là được anh đưa đưa dắt trong đang được á như tam mới nhập cái nào tổng điên mới việc đấy anh nghe này cú lao đang cày nhỏ nhỏ mày ạ. Đấy. Không phải cú mở á. Có đồ đâu có nữa không? Đấy, thấy công tác khoảng thấy công tác thấy cái này nhá thủ công tác mà công tác còn công tác hòa hòa nữa thủ công tác hòa muốn nắng kéo anh chàm bắt đầu là được cái cánh như mày đó công tác anh chàm đáp hai cái chàm đáp hai chàm đáp hai cái chàm đáp cứ bắt cho ra đây cái ví dụ khá cực nên áp khác nó trả thành một cái chón mới nói được chứ cho điên xe chấm cho nó bị cam đó cái đấy nhớ bất đi bất là nhiều quả ăn lòng nó thôi chứ có những cái nấu tìm cổ đó bất đi bất là em là cái viết mình nhưng mà có nữa mới có tiệp nữa cái có lô thọ nó cũng đầy tiệp rồi đấy cái lô thọ tiệp rồi lại đó gửi cái thù đó
Đó mới chỉ là những hoàn cảnh cả cái này tiến tốt cái tiến tốt đúng rồi đúng không cái này anh để được găm đấy nghe anh đâu cắt lại vừa mới mua mới thay ngồi thay trong cả khả khách cái đường cũng có theo này đang lên theo này đi nó sổ nhốn là được nha tay đã buộc luôn cây đã phải Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.